giả đã đến với kênh Chuyện Sao Việt. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ, xin mời quý khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Xót xa trước phản ứng đầu tiên của nghệ sĩ Thường Tín khi vừa tỉnh dậy sau cơn đột quỵ. Vào tối ngày 25 tháng 2, khán giả và Sao Việt khắp nơi bàng hoàng khi hay tin nghệ sĩ Thường Tín bị đột quỵ. Sau khi nhận được sự chăm sóc và điều trị kịp thời của bác sĩ, Thường Tín đã tỉnh lại và đang được theo dõi sát sao để tìm hiểu thêm về tình trạng hậu đột quỵ. Vợ và mẹ vợ của anh luôn túc trực bên giường bệnh để hỗ trợ nhân viên y tế. Mẹ vợ của nam diễn viên đã tiết lộ nhiều chi tiết về bệnh tình của anh. Cụ thể, Thường Tín đã phát bệnh từ trước Tết Nguyên Đán, tuy nhiên đến gần đây thì đột ngột trở nặng hơn. Giờ ông ấy chỉ mở mắt nói chuyện một chút, mệt rồi lại nằm nghỉ. Hễ tỉnh lại thì ông ấy cứ đòi về vì sợ tốn tiền. Cuộc sống khó khăn quá nên ổng sợ lắm. Theo lời kể của mẹ vợ, nghệ sĩ Thường Tín hiện đang sống một mình tại căn nhà trọ ở thành phố Hồ Chí Minh. Vợ và con đều ở Phan Rang. Vì vậy, hễ anh có chuyện gì thì cũng không có ai đỡ đần kịp thời. Vào lúc anh trải qua cơn đột quỵ, may mắn thay đã được những người ở khu nhà trọ đưa đến bệnh viện nhanh chóng. Tối hôm qua, gia đình ở Phan Rang vừa hay tin là chạy vào liền. Lúc ổng được đưa tới bệnh viện, vì không có người thân nên không làm giấy tờ gì được. Qua lời kể của mẹ vợ, cuộc sống hiện tại của nam nghệ sĩ vô cùng khó khăn. Trong khoảng thời gian đi hát, diễn tại một số show nhỏ để kiếm thu nhập, vì sức khỏe ngày càng yếu nên anh thường xuyên bị ngã xe. Dành dụm được bao nhiêu tiền, Thường Tín liền gửi về cho con gái ở Phan Rang. Thường Tín thường còn bé lắm, đi đóng phim mà có tiền hay bạn bè cho là gửi về cho con. Sau khi tin tức diễn viên Thường Tín bị đột quỵ phải nhập viện, hàng loạt anh chị em nghệ sĩ như Kim Cương, Hạnh Thúy đã nhanh chóng có mặt tại bệnh viện để thăm người đồng nghiệp. Khán giả hâm mộ phim Biệt Động Sài Gòn năm nào cũng mong thần tượng sẽ hồi phục nhanh chóng. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.